Chào các bạn, hôm nay tôi đọc một hỏi đáp trong nhóm bác sĩ Lê Hồng Quang phòng chữa u hoạch ung thư vú. Các bạn chỉ cần vào Facebook hay Google hay YouTube đánh bác sĩ Lê Hồng Quang thì sẽ tìm thấy nhóm Facebook, kênh YouTube, fanpage, website của bác sĩ. Hôm nay tôi nói về cách xử lý u vú khi định mang thai và kết quả khám ở hai cơ sở khác nhau thì phải làm sao? Bác sĩ cho em hỏi, ở ngực phải em sờ thấy có một cục nhỏ ở gần đầu ti. Em có đi khám, bác sĩ ở trong bệnh viện bảo đó là nang nước. Còn em ra ngoài khám thì bác sĩ lại bảo là nhân xơ. Vậy có lo ngại không ạ? Bác sĩ bảo là lành tính nhưng em vẫn thấy lo và em dự định là sinh em bé thì có ảnh hưởng gì không ạ? Đấy thì đôi khi bệnh nhân khi đi khám ở một cơ sở thì chưa thấy yên tâm lại đi khám thêm một bác sĩ nữa. Và mỗi bác sĩ thì hướng dẫn một kiểu và ra những chỉ định khác nhau và làm cho người bệnh rất là hoang mang, không biết là nên nghe theo ai. Bác sĩ Quang trả lời như thế nào nhỉ? Vấn đề ở chỗ bạn chưa có sự tin tưởng. Ở trường hợp thứ nhất là bạn có hai kết quả khác nhau ở hai bệnh viện khác nhau, hai phòng khám khác nhau. Tôi chưa rõ và bạn khám ở đâu và bác sĩ đã làm xét nghiệm gì để chuẩn đoán bệnh. Nếu mà bạn cần một khẳng định thì bạn phải chọn một cơ sở y tế đáng tin cậy để khám và đặt niềm tin vào đó. Thành ra là cái tên phòng khám, chuyên ngành của phòng khám và những cái xét nghiệm gì để ra được là nang nước hay là u xơ vú cũng rất là quan trọng. Ngoài ra là phải chọn một cơ sở y tế đáng tin cậy. Và khi mà đã tìm được bác sĩ tốt, bác sĩ giỏi rồi, bác sĩ có tâm rồi thì cần đặt niềm tin vào đó. Và các bạn cũng phải cẩn thận vì đôi khi cũng có những bác sĩ trả tiền. Trong trường hợp 2 thì bạn quan tâm đến chuyện sinh em bé. Khi có khối u lành tính tôi có thể tư vấn sơ bộ như sau. Thứ nhất, u lành tính thì cũng có rất nhiều loại khác nhau và chịu ảnh hưởng của thai nghén khác nhau. Nhưng nhìn chung nên chủ động loại bỏ khối u trước khi mang thai nếu có thể, vì hiện tại ta đang ở thế chủ động. Còn khi mang thai mà khối u có những diễn biến bất thường thì cũng khá là bị động trong xử lý. Cá nhân tôi cũng đã từng phải xử lý một khối u lành tính lúc ban đầu, nhưng trong quá trình mang thai lại to nhanh và đợi đến đủ tuổi thai và có thể sinh được em bé thì khối u đã đến vài kg. Và nếu các bạn search tên bác sĩ Lê Hồng Quang trong Google thì sẽ thấy có bài báo bác sĩ Quang đã phải xử lý một khối u khủng khi mang thai. Tiêu đề bài là sự mổ vú khủng, u vú khủng khi mang thai, và bệnh nhân đó đã bị cắt ngực và sau đó thì ngay sau khi sinh là phải đến bệnh viện để cắt ngực vì khối u quá lớn chiếm hết toàn bộ vú, và sau đó thì bác sĩ tái tạo ngực làm bộ ngực mới để đảm bảo thẩm mỹ và sự tự tin cho người bệnh. Xin dừng việc đọc hỏi đáp tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong lần hỏi đáp tiếp. Có những câu hỏi gì thì các bạn có thể nhận xét ở dưới video này hoặc tìm nhóm của bác sĩ Quang và đặt câu hỏi trong nhóm. Đây là nhóm kín, thành ra là những thông tin của mình cũng không được những người ngoài nhóm đọc được, và ngoài ra các bạn có thể tham khảo được rất là nhiều thông tin bổ ích trong nhóm đọc những hỏi đáp tương tự như vậy, có những kiến thức về phòng ngừa u hoạch ung thư. Xin tạm biệt và chào các bạn.